Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, TC Moto, VinFast, doanh số tháng 4 năm 2021 phân khúc SUV 7 chỗ đạt 3.033 xe, tăng 367 xe so với tháng 3 năm 2021. Hyundai Santa Fe với 857 xe bán ra tháng 4 năm 2021, giảm nhẹ 25 xe so với tháng 3 năm 2021 nhưng vẫn giữ vững ngôi vương doanh số phân khúc. Có được kết quả này là nhờ động thái giảm giá mạnh tay từ 30 đến 95 triệu đồng, tùy từng phiên bản của các đại lý dành cho Santa Fe nhằm xả hàng tồn, chuẩn bị ra mắt phiên bản mới 2021 vào tháng 6 tới đây. Theo ghi nhận, sau một tháng xả hàng, tháng 5 năm 2021, phiên bản dầu tiêu chuẩn của Santa Fe đã hết hàng, các đại lý tiếp tục giảm giá mạnh tay hơn nữa dành cho các phiên bản còn lại được cho là kén, người mua hơn. Trong đó, giảm 40 triệu đồng cho bản xăng tiêu chuẩn, giảm 100 triệu đồng cho bản dầu cao cấp và giảm 115 triệu đồng cho bản xăng cao cấp. Tháng 4 năm 2021, Ford Everest cũng giảm giá mạnh tay từ 30-65 triệu đồng, tùy từng phiên bản, bao gồm cả phiên bản Sport mới ra mắt. Nhờ đó, mẫu xe giữ vững doanh số đạt 817 xe bán ra trong tháng 4 năm 2021 và bám đuổi quyết liệt Hyundai Santa Fe. Trong tình trạng Hyundai Santa Fe xả hàng bản cũ, với lượng xe theo các nhân viên bán hàng đại lý Hyundai là số lượng còn không nhiều, dự kiến doanh số tháng 5 năm 2021 của Santa Fe có xu hướng tiếp tục giảm. Trong khi Everest đang nhận được sự quan tâm lớn của khách Việt khi có ưu đãi mạnh tay, nhiều khả năng vị trí ngôi vương và vị trí thứ hai phân khúc SUV 7 chỗ giữa Santa Fe và Everest sẽ bị hoán đổi cho nhau. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán, khi ra mắt bản mới với các nâng cấp hiện đại, tiện nghi hơn, Santa Fe sẽ sớm đòi lại vị trí của mình. Ngoài ra, Kia Sorento với sự tăng trưởng mạnh trong tháng 4 năm 2021 với 726 xe bán ra, tăng 228 xe so với tháng 3 năm 2021, bất ngờ vượt qua Toyota Fortuner để đứng ở vị trí thứ 3 phân khúc. Kết quả này có được nhờ ưu đãi đến 70 triệu đồng của Kia dành cho Sorento, bao gồm cả giảm tiền mặt và phụ kiện trong tháng 4 năm 2021 sau khi ra mắt phiên bản mới. Với đà tăng trưởng này, Kia Sorento cũng sẽ trở thành một đối thủ nặng ký trong phân khúc. Toyota Fortuner tháng 4 năm 2021 cũng tăng nhẹ 17 xe so với tháng 3 năm 2021 đạt 679 xe, dù bị đẩy xuống vị trí thứ 4 phân khúc nhưng đang bám đuổi quyết liệt Kia Sorento với khoảng cách 47 xe. Mitsubishi Pajero Sport tiếp tục là mẫu xe xếp chót phân khúc SUV 7 chỗ dù doanh số đã có sự tăng trưởng đạt 112 xe tháng 4 năm 2021, tăng 55 xe so với tháng 3 năm 2021. Tháng 5 năm 2021, mẫu xe này nhận được ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ 25 triệu đồng đi kèm nhiều quà tặng phụ kiện, hứa hẹn sẽ tiếp đà tăng trưởng.